Mấy bạn thấy màn hình chưa ta? Alo. Dạ thấy rồi chứ. Rồi ok, hôm nay mình học cái bài là rối loạn trầm cảm chủ yếu ha. Thì đây là một cái mấy bạn học rối loạn lo âu rồi thì rối loạn trầm cảm chủ yếu là một cái rối loạn thường gặp ha. Tỷ lệ cao nên là cái rối loạn cao có tỷ lệ cao nhất trong các rối loạn về tâm thần rất là thường gặp. Thì trước đây trong DSM-4 á, phân rối loạn trầm cảm nằm nằm trong cái chương của rối loạn lưỡng cực ha. Nhưng mà qua DSM-5 thì người ta phân lại thì rối loạn trầm cảm là một cái chương riêng, và hôm nay mình học cái bài rối loạn trầm cảm chủ yếu là một trong 8 cái thể của rối loạn trầm cảm. Thì nội dung của mấy bạn học thì mấy bạn nắm được dịch tễ học ha, bệnh nguyên, mô tả được bệnh cảnh lâm sàng, nắm được tiêu chuẩn chẩn đoán theo DSM-5 ha, và hướng điều trị cũng như là diễn tướng tiến và tiên lượng bệnh. Thì cái bệnh này anh nãy nói với bạn rồi, cái tỷ lệ mắc rất là cao ha, khoảng 10 đến 15% trong trong cuộc đời. Tỷ lệ là nữ gấp đôi nam, thì thường là khởi phát vào cuối là 20 tuổi hoặc là đỉnh 20 30, và nghiên cứu thì cho thấy như nhau giữa các chủng tộc. Thì cái tỷ lệ tái phát, đây là một cái bệnh có tỷ lệ tái phát rất là cao ha. Vì là mình điều trị thành công thì cái tái phát đợt thứ hai là khoảng 50% và đợt thứ ba là khoảng 80%. Thì nó tạo nên, nó làm cho gánh nặng của xã hội, nó là do nó là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tàn phế ha, một trong những nguyên nhân hàng đầu. Về bệnh tâm thần thì tâm thần phân liệt mới là hàng đầu ha. Rồi nó là nguyên nhân dẫn đến nghỉ việc, 50% là giảm năng suất làm việc và 20% là không thể làm việc. Và về cái chi phí điều trị thì nó bằng tất cả các bệnh ung thư cộng lại tại Hoa Kỳ có tính được. Rồi lại liên quan đến cái vấn đề tử vong sớm là do vấn đề về tự sát ha, 8% là thực hiện hành vi tự sát, 20% là tự sát nếu không được điều trị và 50% là có ý nghĩ tự sát. Thì yếu tố mà dự báo mạnh mẽ nhất cho cái hành vi tự sát là bệnh nhân đã có tiềm căn tự sát thì cái lần tự sát sau sẽ thành công và nó tăng nguy cơ do mọi bệnh tật khác. Rồi về về sinh lý thần kinh thì có bốn cái thuyết được đưa ra. Thứ nhất là bất thường về mạng lưới cảm xúc và nhận thức, thứ hai là thuyết dẫn truyền chất thần kinh, thứ ba là rối loạn về trục hạ đồi tuyến yên tuyến nhược thận, và thứ tư là đáp ứng viêm. Thì đầu tiên mình vô cái thuyết bất thường về mạng lưới cảm xúc nhận thức. Thì về cảm xúc thì cái vùng tôi gọi là vùng trước vỏ não, vùng bụng ha. Rồi về nhận thức thì là vùng lưng ở đây ha. Thì đây vùng bụng trong đó thì chi phối cảm xúc bên trong, và bụng lưng đó, bụng bên đó thì cảm xúc bên ngoài. Thì các nghiên cứu cho thấy thì những người bị trầm cảm hay bất thường về chức năng vỏ não tuyến trước thì cái hạch amidan hay đáp ứng quá mức với cảm xúc âm tính, và nó mất liên kết giữa bộ não trán trước và amidan, rồi giảm thể tích thải mã, như là những nghiên cứu trên những cái bệnh nhân mà trầm cảm. Rồi về thuyết dẫn truyền chất thần kinh đó, thì gồm serotonin. Người ta nhận thấy là những người trầm cảm thì giảm chuyển hóa serotonin trong dịch não tủy, đặc biệt là những người có ý định tự sát, rồi tăng nguy cơ trầm cảm mà khi thiếu tryptophan, đây là một tiền chất của serotonin, gây có cái bất thường trực vận chuyển serotonin và giảm mật độ cụ thể serotonin. Rồi chất thứ hai cũng rất quan trọng là norepinephrine. Thì tôi nhận thấy là trong những người trầm cảm thì làm tăng bài tiết norepinephrine và các chất chuyển hóa, rồi giảm đáp ứng hormone môn tăng trưởng đối với chất đồng vận alpha 2 noradrenergic, và xuất hiện cái triệu chứng trầm cảm khi mà giảm cái norepinephrine này, và nó có mối liên hệ giữa trầm cảm và các gen ảnh hưởng đến chuyển hóa vận chuyển norepinephrine. Về cái thứ ba là nó liên quan trục hạ đồi tuyến yên tuyến nhượng thận, thì cái trục này sẽ đáp ứng sắc tính khi mà có stress xuất hiện, thì trầm cảm nó sẽ làm cho nhạy cảm hóa cái trục hạ đồi tuyến yên tuyến nhượng thận và làm bất thường cái chuyển hóa CRH, ảnh hưởng đến mạng lưới cảm xúc và nhận thức. Rồi cái thứ tư là thuyết về đáp ứng viêm. Thì trong những cái người trầm cảm, ta nghiên cứu thấy là những cái nồng độ của các cytokine tiền viêm tăng ha. Rồi những cái chất viêm này ảnh hưởng đến trục hạ đồi tuyến yên tuyến nhượng thận,
và nó gây ra những cái hành vi giống như bị trả. Về cái tính di truyền thì cái, những cái bệnh tâm thần nói chung có tính di truyền cao khoảng 40%, và ta nhận thấy là cái tỷ lệ trong dân số là 7-15%, với anh em thì khoảng 20-30%, ba mẹ bị trầm cảm là 20-30%, và những cái người sinh đôi cùng trứng là 30-50%, tỷ lệ trong gia đình rất là cao. Rồi về cái bệnh cảnh lâm sàng thì các bạn để ý đến bốn cái mặt đó. Thứ nhất là cảm xúc, thứ hai là tư duy, hành vi và triệu chứng cơ thể. Thì kiểu cảm xúc thì bệnh nhân trầm cảm của mình sẽ thường than với mình là bệnh nhân buồn phiền, lo lắng, cảm thấy tội lỗi, có khi là giận dữ, cảm xúc không ổn định, rồi có lúc cảm thấy bất lực vô vọng, có lúc là tăng kích thích. Còn về tư duy thì họ thường xuyên đổ lỗi cho bản thân, cảm thấy tự ti mặc cảm, giảm khả năng tập trung chú ý, thiếu quyết đoán và thường suy nghĩ đến cái chết. Còn về hành vi thì thường khóc lóc, là thu rút, sao lãng, vô trách nhiệm, thay đổi cách ăn mặc, đi đứng, cử chỉ chậm chạp, hoặc có lúc thì dễ gây hứng hoặc khó kiềm chế. Còn triệu chứng cơ thể, đây là cái nhóm triệu chứng thường đưa bệnh nhân đến khám. Hơn là những cái mặt về cảm xúc và tư duy hành vi thì bệnh nhân thường đến khám với bác sĩ tâm thần, do bệnh nhân mệt mỏi chẳng hạn, cảm thấy không có năng lượng làm việc nè, hoặc là ăn uống kém sụt cân, hoặc có thể ăn nhiều tăng cân chẳng hạn, hoặc mình mất ngủ nè. Mất ngủ là cái triệu chứng hàng đầu đưa bệnh nhân đến khám. Có một số bệnh nhân bị trầm cảm đang phải ngủ nhiều, rồi bệnh nhân mất động lực, lạm dụng các chất gây nghiện và có những cái triệu chứng đau kéo dài, thì đây là cái nhóm chính đưa bệnh nhân đến khám. Rồi tầm soát, chúng ta sẽ tầm soát những cái bệnh nhân có rối loạn trầm cảm chủ yếu trên 7 cái đối tượng này. Đối tượng thứ nhất là rối loạn giấc ngủ, nãy nói với bạn rồi, đa số bệnh nhân đến khám với mình vì cái triệu chứng mất ngủ. Thì trên những người mất ngủ 40% có vấn đề về tâm thần, thì trong đó là rối loạn trầm cảm chủ yếu là cao, như là chủ yếu. Rồi nhóm thứ hai là đau nhức mãn tính, bệnh nhân đến khám, bệnh nhân thường khai với mình chẳng hạn các bác sĩ nội khoa chẳng hạn là đau lưng, đau đầu chẳng hạn, thì mình phải coi chừng là có cái rối loạn trầm cảm chủ yếu là mắc hay không. Rồi trên những cái bệnh nhân có bệnh lý cơ thể mãn tính chẳng hạn tiểu đường, tim mạch, thì cái tỷ lệ đồng mắc với trầm cảm rất là cao. Rồi nhóm đối tượng thứ tư là đối tượng có những cái nhóm triệu chứng không giải thích được về mặt y khoa, thì cái này là giống như bệnh nhân đi khám với mình ha, bệnh nhân có triệu chứng chẳng hạn như là đau ngực chẳng hạn, mà mình đã làm tất cả các xét nghiệm đều bình thường, thì đây là những cái triệu chứng mà người ta gọi là triệu chứng không giải thích được về mặt y khoa ha. Thì mình cũng coi chừng có đồng mắc với rối loạn trầm cảm chủ yếu. Cái thứ năm là bệnh nhân đi khám bệnh thường xuyên, hay chẳng hạn nhân gặp mình hoài, mình cứ nói là không có bệnh gì hết, mà cái đi hoài thì coi chừng là có trầm cảm ha. Rồi cái đối tượng thứ sáu là hậu sản. Hậu sản thì ta chia làm hai nhóm, nam và nữ ha. Phụ nữ thì trầm cảm ha, trầm cảm hậu sản. Thì thường á, do có ba yếu tố, là do thay đổi học môn trong quá trình sinh sản, ha. Thứ hai là do thì thay đổi trách nhiệm ha. Là bệnh nhân thêm trách nhiệm ha, có con có cái thêm trách nhiệm ha. Rồi thứ ba là có thể cái mối quan tâm chăm sóc của gia đình. Về đàn ông thì cũng có thể là trầm cảm hậu sản ha, cũng do thay đổi trách nhiệm ha. Như trước đây chưa có con thì gia đình có hai người chẳng hạn, giờ có con thì thêm người nữa, tăng cái trách nhiệm. Cái thứ hai là có thể do bà vợ ha, chăm sóc con không có quan tâm đến ông chẳng hạn, thì ông chồng cũng có khả năng bị trầm cảm hậu sản. Rồi cái đối tượng thứ tư là sang chấn tâm lý ha. Sang chấn lý ví dụ như là có trục trặc về mặt tình cảm, thi cử chẳng hạn, gia đình có tang thương chẳng hạn, thì trên những người này có khả năng đồng mắc với rối loạn trầm cảm chủ yếu ha. Rồi tiếp theo là cái tiêu chuẩn chẩn đoán rối loạn trầm cảm chủ yếu, thì có 5 tiêu chuẩn ha. Tiêu chuẩn A là về mặt triệu chứng, thì tiêu chuẩn A gồm 5 triệu chứng ha. Bệnh nhân phải đáp ứng được 5 trên 9 triệu chứng này
và phải kéo dài trên 2 tuần, bắt buộc phải có cái sắc trầm hoặc là giảm quan tâm, hài lòng, vui thích. Thì các triệu chứng này bắt buộc phải xảy ra hầu hết mỗi ngày. Rồi tiêu chuẩn B là làm những cái triệu chứng A đó làm suy giảm chức năng xã hội nghề nghiệp một cách đáng kể. Tiêu chuẩn C là không do nghiện chất hoặc bệnh lý thực thể. Tiêu chuẩn D là không phải do những cái rối loạn về loạn thần. Và tiêu chuẩn E là không có giai đoạn hương cảm hoặc hương cảm nhẹ. Rồi sau khi mà mấy bạn chẩn đoán được rối loạn trầm cảm chủ yếu thì bạn có thể chẩn đoán phân nhóm ha. Nó có thể gồm trầm cảm có kết hợp với lo âu, hoặc là trầm cảm thể trầm uất, trầm cảm không điển hình, có loạn thần sau sinh, hoặc là theo mùa, và trầm cảm kháng trị. Thứ 8 là mấy bạn có thể phân theo mức độ nặng. Chẩn đoán phân biệt thì đầu tiên những cái người mà có hội chứng trầm cảm, những bệnh nhân mà người ta đáp ứng cái tiêu chuẩn A này ha, thì gọi là giai đoạn trầm cảm hoặc hội chứng trầm cảm. Thì khi bệnh nhân đáp ứng được cái có đầy đủ cái hội chứng trầm cảm thì mấy bạn sẽ đặt vấn đề coi bệnh nhân có rối loạn lưỡng cực hay không. Thì tất cả những cái bệnh nhân mà có hội chứng trầm cảm đều phải theo dõi có rối loạn lưỡng cực hay không, và theo dõi đó trong suốt cuộc đời của bệnh nhân. Có thể bệnh nhân bất cứ thời điểm nào bệnh nhân cũng có thể có cái giai đoạn hưng cảm, cái đó mình không biết được. Thì thường mình phân biệt giữa rối loạn trầm cảm chủ yếu và rối loạn lưỡng cực thì thường mình sẽ dựa vô cái tuổi ha. Tuổi càng trẻ thì càng nghĩ lưỡng cực, càng lớn tuổi có thể mình nghĩ nhiều đến cái hội chứng trầm cảm hơn. Rồi cái thứ hai, dẫn đoán thứ hai là nhà có chuyện gì hay không, có sang chấn hay không. Nếu như có những cái này mà ở cái mức độ thì mình có thể chẩn đoán là rối loạn thích ức chẳng hạn, còn nặng hơn nữa thì tan thương hoặc là sang chấn tâm lý đồng mắt trên cái rối loạn trầm cảm chủ yếu ha. Rồi cái chẩn đoán thứ ba là bệnh nhân có sử dụng chất và thuốc hay không. Nếu sử dụng chất và thuốc thì mình chẩn đoán là rối loạn trầm cảm do sử dụng chất và thuốc. Rồi cái thứ tư là trên bệnh lý nội khoa, và cái thứ năm là có các rối loạn tâm thần khác, chẩn đoán phân biệt ha. Rồi nãy nói với bạn rồi tan thương ha, và đây là rối loạn trầm cảm chủ yếu. Thì tất nhiên một người tan thương sẽ có những cái triệu chứng mà nãy mình có đầy, có khả năng là đầy đủ những cái triệu chứng như vậy ha. Cũng có buồn bã, khóc lóc chẳng hạn, cũng có thể đổ lỗi cho bản thân, cũng có thể muốn chết chẳng hạn. Thì làm sao mình biết một người tan thương hay là tan thương đã đồng mắc với rối loạn trầm cảm chủ yếu? Thì nó có năm cái đặc điểm sao giúp mình phân biệt. Nhất là tan thương thì cái cảm giác nổi trội là trống rỗng và mất mát, trong khi cái người mà đồng mắc với trầm cảm thì họ cảm thấy buồn chán. Cái thứ hai là về diễn tiến thì tan thương dao động với sự nhớ nhung và bắt đầu sẽ giảm dần theo thời gian, trong khi là rối loạn trầm cảm chủ yếu thì dai dẳng với nỗi bận tâm, chỉ trích bản thân và tiêu cực về tương lai ha, và càng lúc càng nặng. Rồi về cảm xúc tích cực thì tan thương thì có, còn trầm cảm thì rất là hạn chế. Cũng như vậy, lòng bảo tồn cũng vậy, tan thương thì có mà trong rối loạn trầm cảm chủ yếu thì bị che mờ đi. Về ý tưởng tự sát thì tan thương cũng có ý tưởng tự sát, nhưng mà khi mình hỏi tại sao bệnh nhân muốn chết thì bệnh nhân nói với mình là họ muốn đoàn tụ với người đã mất, nhưng mà nó sẽ giảm dần theo thời gian. Còn trong rối loạn trầm cảm chủ yếu đồng mắt thì bệnh nhân sẽ nói với mình là muốn thoát khỏi cuộc sống hiện tại, và cái ý tưởng tự sát này nó kéo dài dây dẫn và càng lúc càng nặng. Thì đây là cái bản giúp mình phân biệt cái nào là tan thương hay cái nào là tan thương mà đã đồng mắt với rối loạn trầm cảm chủ yếu ha. Rồi các bệnh đồng mắt thì về các rối loạn tâm thần đồng mắt thì thấy là rối loạn lưỡng cực có thể đồng mắt với rối loạn trầm cảm là khoảng 90%, tâm thần phân liệt là 50%. Ngoài ra thì các bệnh khác như rối loạn lo âu chẳng hạn, nay rối loạn lo âu, rối loạn trầm cảm lo âu thì rối loạn lo âu đồng mắt lên có phải là 67%. Ngoài ra thì các rối loạn khác ha. Rồi mình qua các bệnh lý về thần kinh thì mình thấy Alzheimer là sơ cứng rải rác là tỷ lệ khoảng 50%. Những bệnh lý nào càng mãn tính, càng tàn phế thì tỷ lệ đồng mắt với trầm cảm càng cao ha. Migraine ha, migraine là bệnh rất mãn tính ha, 47%. Rồi Parkinson là 40%. Rồi các bệnh nội khoa khác chẳng hạn như là bệnh tim mạch thì 35%, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính 40% ha, bệnh thận 30 chẳng hạn, ung thư 30 và tiểu đường thì khoảng 30 ha. Mình đi qua điều trị ha các bạn.
Điều trị thì mục đích điều trị của mình có bốn mục đích chính là ổn định cơ, sau đó bảo toàn an toàn, rồi lại phải phục hồi chức năng. Bệnh nhân của mình là phải đi làm lại bình thường, chứ phải điều trị xong ăn rồi nằm ở nhà là cũng không được. Và cuối cùng đây là một bệnh tái phát rất là cao, nên cái vấn đề phòng ngừa tái phát phải đặt ra. Rồi chỉ định nhập viện thì trong tâm thần chỉ định nhập viện rất là quan trọng. Mấy bạn đi ở bên những cái bệnh viện, các bạn là bác sĩ thì mình thấy là khi mà cho bệnh nhân nhập viện ở chuyên khoa khác thì thường nếu bệnh nhân có yêu cầu mình cũng có khả năng cho nhập viện, nhưng mà đối với chuyên khoa tâm thần thì nhập viện phải đúng chỉ định vì sao thì nó liên quan đến pháp lý các bạn khi mình cho bệnh nhân nhập bệnh viện tâm thần thì đồng nghĩa bệnh nhân có cái bệnh tâm thần nặng. Nếu bệnh nhân nào nhập viện thì sau này có những cái vấn đề liên quan đến hình sự chẳng hạn thì bệnh nhân sẽ miễn hình sự, do đó mình phải cân nhắc trước khi cho bệnh nhân nhập viện và phải nhập viện đúng chỉ định Vậy thì cái tiêu chí nào cho bệnh nhân nhập viện đây thì thường tất cả các bệnh nhân tâm thần bắt buộc phải nhập viện bệnh viện tâm thần khi bệnh nhân có hành vi nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của bệnh nhân cũng như là người nhà bệnh nhân cũng như người xung quanh thì mình cho nhập viện. Thì đây là sáu cái triệu chứng nên đáp ứng được cái tiêu chí đó Thứ nhất là có ý tưởng tự sát dây dẫn lên kế hoạch tự sát hoặc là có hành vi tự sát. Thứ hai là không tuân thủ điều trị bệnh nhân không tuân thủ điều trị là bệnh nhân không uống thuốc thì bắt buộc phải nhập viện để theo dõi. Thứ ba là không chịu ăn uống, không chịu uống thì suy kiệt dần rối loạn điện giải, mà đồng thời không ăn uống cũng không uống thuốc thì cũng phải nhập viện Thứ tư là mất hệ thống nâng đỡ, có hệ thống nâng đỡ là gia đình không có người sống một mình thì bắt buộc phải nhập viện. Triệu chứng tiến triển nhanh không đáp ứng điều trị thì cái này mình cho nhập viện, như có thể cho nhập viện bên những cái khoa tâm thần của cái bệnh viện đa khoa chẳng hạn. Và cái cuối cùng là bệnh nhân có những cái hành vi nguy hiểm như là kích động nè, bỏ nhà đi lang thang nè, leo cột điện, cột cờ, lội sông, lội suối chẳng hạn, vân vân thì mình cho nhập viện cho an toàn. Mấy bạn cái bệnh viện tâm thần thực ra là nhập viện thì đa số tất cả bệnh nhân không đồng ý nhập viện, hiếm khi nào bệnh nhân đồng ý nhập viện lắm. Những người bệnh tâm thần thì họ không bao giờ đồng ý nhập viện, do đó khi mình cho bệnh nhân nhập viện thì rất là nguy hiểm cho bác sĩ và khi nhập bệnh viện tâm thần, ngoài cái tiêu chí là bệnh nhân có hành vi nguy hiểm thì bắt buộc bệnh nhân phải khỏe vì trong bệnh viện tâm thần nó rất là nguy hiểm. Ví dụ như ông bà già lớn tuổi chẳng hạn, hoặc bệnh nhân không có khả năng đi đứng thì không cho nhập viện Rồi cái hướng điều trị thì điều trị chính của rối loạn trầm cảm chủ yếu là hóa liệu trị, hóa liệu pháp và tâm lý liệu pháp, rồi quán điện. Khi bệnh nhân kháng trị hoặc là có ý tưởng tự sát dây dẫn và những liệu pháp hỗ trợ, thì cái hỗ trợ này thì tại Việt Nam chưa có. Thì mình nói sâu hơn về cái hóa liệu pháp và tâm lý liệu pháp, mình chọn cái phương pháp nào thì nó tùy thuộc vào cái mức độ nặng và cái dân trí của người bệnh Ở các nước phát triển thì rối loạn trầm cảm chủ yếu mức độ nhẹ trung bình có thể sử dụng tâm lý liệu pháp, nhưng ở Việt Nam thì dù có nhẹ và trung bình thì vẫn phải sử dụng hóa liệu pháp là do sao? Do bệnh nhân của mình người Việt Nam thường người ta đi khám bệnh thích có thuốc mang về mình cho người ta lên làm tâm lý ta không đồng ý, do đó thì cái hóa liệu pháp là hàng đầu ở Việt Nam. Đối với những bệnh nhân mà có trình độ chấn cao thì mình cũng có thể tư vấn để làm tâm lý liệu pháp. Cũng như là hôm bữa thì mình cũng có một cái ca bà đó là người Việt Nam mà qua Úc sống, bà bị rối loạn trầm cảm chủ yếu mà mức độ nhẹ. Thì bây giờ Việt Nam mới điều trị thì mới hỏi bà là sao bà không điều trị bên Úc, ở bên đó bác sĩ giỏi sao không điều trị mà về đây. Thì bà mới nói là ở bển cho thuốc tôi suốt ngày cứ bắt lên nói chuyện không, tôi về Việt Nam có thuốc cho khỏe. Thì thấy rõ ràng là người Việt Nam đi đâu cũng là người Việt Nam hết. Cái việc dân trí rất là quan trọng, do đó thì cuối cùng phải dùng hóa liệu pháp cho bệnh nhân dù là mức độ nhẹ. Rồi hóa liệu pháp mình nói sơ qua là gồm có 4 nhóm thuốc thì nhóm chống trầm cảm, thuốc hội điều hòa khí sắc, chống trầm loạn thần và an thần. Thì trên bệnh nhân rối loạn trầm cảm chủ yếu tất nhiên dùng nhóm chống trầm cảm, điều hòa khí sắc là dùng trên bệnh nhân rối loạn lưỡng cơ.
chống loạn thần là cho những bệnh nhân có loạn thần như là tâm thần phân liệt. Còn thuốc an thần, thuốc này thuộc nhóm nghiện ha, sử dụng trong trường hợp đặc biệt như là bệnh nhân kích động quá ha, bệnh nhân cai rượu nè ha, chẳng hạn như ha, hoặc là có thể những bệnh nhân mất ngủ nặng quá dùng thời gian đầu chẳng hạn. Rồi về thuốc chống trầm cảm thì mình có bốn nhóm chính ha, nhóm SSRI là nhóm ức chế tái hấp thu có trọng lọc serotonin, TCI là trầm cảm ba dòng, IMAO là ức chế monooxidase và SNRI là ức chế mono ức chế tác thu có trọng lọc serotonin và norepinephrine. Rồi dùng thuốc thì người ta nghiên cứu thấy là cái có lợi ích lâm sàng đáng kể, hay giảm được 50% triệu chứng thì khoảng được 60% bệnh nhân rồi khỏi bệnh hoàn toàn là khoảng 30-40% dùng với một thuốc chống trầm cảm. Người ta khuyến cáo với mình là sẽ phải duy trì cái liều điều trị từ 6-12 tháng sau khi bệnh nhân khỏi bệnh hoàn toàn, và thời gian mà bệnh nhân đáp ứng hoàn toàn là khoảng là 8-12 tuần, là khoảng 3 tháng. Thì mấy bạn cộng vô á, thì một bệnh nhân trung bình của mình có khả năng là điều trị trung bình là khoảng 2 năm ha, cho cái đợt đầu tiên. Những cái bệnh nhân nhiều đợt tái phát thì phải có kế hoạch điều trị lâu dài, vì bệnh nhân tái phát rồi thì khả năng tái phát lại rất là cao nữa. Rồi khi mình điều chọn lựa thuốc thì quan trọng là cái tác dụng phụ gì sẽ giúp bệnh nhân tuân thủ điều trị hay không. Bệnh nhân bắt đầu đáp ứng thuốc là 2-4 tuần ha, rất là chậm ha mấy bạn. Rồi giữa các thuốc có cùng hiệu quả thì mình lựa chọn dựa vào tính an toàn, tính dung nạp.